Chào mừng các bạn quay lại với Nghề Trader. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại một tuần vừa qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như lên kế hoạch cho tuần tiếp theo. Trước khi bắt đầu thì tất cả đều chỉ là quan điểm cá nhân và với mục đích thông tin và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Trước tiên thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần vừa rồi. Với giá dầu WTI, giá dầu tiếp tục di chuyển đi ngang với biên độ khoảng loanh quanh khu vực $70 trên một thùng. Và rất là khó có thể tăng mạnh bởi những cái luôn lo ngại về suy thoái cũng như cái tình hình kinh tế của Trung Quốc thì không được mạnh như là kỳ vọng. Nên rất là khó để giá dầu có thể tăng mạnh trong thời gian sắp tới. Và đây cũng là một cái tin tốt cho cái chỉ số lạm phát CPI của Việt Nam. Tiếp theo là tỷ giá USD Việt Nam đồng thì vẫn ở quanh quanh khu vực 23.450 Việt Nam đồng đổi 1 đô la Mỹ. Và trong tuần vừa rồi thì ngân hàng nước cũng đã hạ cái mức mua vào USD xuống mức là 23.400. Nhìn vào hai cái bảng lãi suất, bên trái là cái bảng lãi suất của tuần trước và bên phải chính là bảng lãi suất của tuần này, chúng ta đã nhận thấy một cái sự thay đổi. Và sự thay đổi là gì thì một chút nữa chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Với lãi suất qua đêm thì tuần này thì đã hạ xuống gần 4% và thể hiện được là cái thanh khoản đang được cải thiện trong tuần vừa rồi. Với cái mức doanh số cũng tăng so với tuần trước. Ok, và sau đây sẽ là một vài tin tức đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Tuần từ 22 tháng 5 đến 26 tháng 5 năm 2023. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là xuất hiện hàng loạt trên các mặt báo lớn. Đó là những cái tin tức về tình hình kinh tế của chúng ta. Đặc biệt là những cái phát biểu của các vị đại biểu quốc hội trong kỳ họp trong tuần vừa rồi. Đều nói lên được là cái nền kinh tế của chúng ta đang ở trong tình thế là rất khó khăn. Có thể nói là khó khăn nhất trong vòng hàng chục năm trở lại đây. Thì đầu tiên đó là cái chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Thì ông Vũ Hồng Thanh đã nhận xét là nền kinh tế của chúng ta đang rất là khó khăn và quý 2 cũng khó có đột phá về tăng trưởng. Và chốt lại thì ông nói là nền kinh tế của chúng ta đang thực sự rất khó khăn. Và cái người mà đứng đầu ở Ủy ban Kinh tế Quốc hội mà phát biểu câu này thì chúng ta thấy là cái việc khó khăn là hiện hữu và nó không còn gì để giấu nữa. Và đến cái thời điểm mà chúng ta thông báo trên báo chí thì có lẽ là đây gần như là cái gần cái vùng đáy rồi. Thì khi mà tin tức được, đặc biệt là tin tức về kinh tế khó khăn mà được đưa ra một cách công khai như thế này thì chắc chắn là trong thời gian tới thì những giải pháp của chính phủ đã rất là liên tục cũng như là kịp thời để có thể đưa cái nền kinh tế chúng ta thoát khỏi giai đoạn này. Ban 4 của Trung ương thì đã có một cái báo cáo gửi Thủ tướng về cái tình hình của các doanh nghiệp hiện giờ. Chúng ta có thể nhìn vào cái biểu đồ ở bên phải thì 82,3% doanh nghiệp dự kiến là sẽ giảm quy mô, tạm ngừng kinh doanh hoặc là chờ giải thể. Thì chúng ta thấy là cái phần các doanh nghiệp mở rộng quy mô thì trên tất cả các ngành nghề thì đang có một cái tỷ lệ rất là thấp. Và cái tỷ lệ giữ nguyên quy mô thì cũng thấp. Và cái phần có cái trọng số lớn nhất ở đây chúng ta nhìn thấy đó là giảm mạnh quy mô thì là chiếm ưu thế nhiều nhất trong cái bảng này. Thể hiện được là các doanh nghiệp hiện giờ đang trong tình trạng rất là khó khăn. Và dự kiến quy mô của các quý còn lại chúng ta cũng có thể thấy được là cái phần giữ nguyên và giảm là chiếm ưu thế tuyệt đối. Còn phần tăng là chỉ có hơn 5%. Rất là thấp so với cái phần tăng giảm. Giữ nguyên hoặc là tăng giảm 5%. Chúng ta thấy là cái phần giảm từ 5 cho đến trên 50%. Thậm chí là chiếm tới gần 70%. So với tổng quy mô lao động. Thì đây cũng là những cái dữ liệu rất là xấu đối với các doanh nghiệp hiện giờ. Và đây là cái bảng về tình hình các doanh nghiệp thành lập mới cũng như là trở lại hoạt động.
thì chúng ta có thể thấy được cái cột màu đỏ của quý 1 hiện giờ đang nhiều hơn so với cái cột màu xanh. Như vậy chúng ta thấy là với cái con số tuyệt đối thì cái số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động thì rõ ràng là tăng so với hai quý trước. Mặc dù vậy thì số cái doanh nghiệp mà rời bỏ thị trường thì cũng tăng đột biến và thậm chí còn cao gần gấp đôi so với quý 4 của năm 2022. Và đánh giá của doanh nghiệp về triển vọng kinh tế Việt Nam trong các tháng còn lại cũng được Ban 4 khảo sát, thì chúng ta thấy là cái phần tiêu cực và rất tiêu cực chiếm tới gần 80% so với số lượng doanh nghiệp được khảo sát. Và công nhân thất nghiệp nhiều, doanh nghiệp thì khó khăn. Một tỉnh lớn ở phía Nam thì có một ngày nhận tới 22 hồ sơ thất nghiệp, 22.000 hồ sơ thất nghiệp. Và bức tranh kinh tế rất là ảm đạm. Chính vì vậy, chính vì cái nền kinh tế xấu như vậy nên là Thủ tướng đã chỉ đạo rất là quyết liệt trong tuần vừa rồi, thì hàng loạt các cuộc họp cùng với các bộ ban ngành và với ngân hàng nước để tìm ra những cái biện pháp để có thể giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát, cũng như là thúc đẩy xuất khẩu và đẩy mạnh đầu tư công để có thể giúp cho nền kinh tế chúng ta có thể vượt qua những cái cơn sóng dữ này. Khi mà cái kinh tế của thế giới gặp rất nhiều khó khăn và ở nền kinh tế của Việt Nam thì có độ mở rất lớn, chính vậy nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề trong cái thời điểm sau dịch Covid đến bây giờ. Và sau những cái chỉ đạo rất là quyết liệt của Thủ tướng thì một cái tin tức rất là vui đối với thị trường chứng khoán. Đó là vào buổi chiều tối ngày thứ ba, 23 tháng 5 năm 2023 thì lần thứ ba trong năm nay, ngân hàng nước đã tiếp tục hạ cái lãi suất điều hành. Cụ thể là chúng ta có 3 cái loại lãi suất điều hành được điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm. Đó là trần lãi suất huy động từ 1 tháng tới dưới 1 tháng giảm từ 5,5% xuống 5%. Lãi suất qua đêm, vay qua đêm và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn thì giảm từ 6% xuống còn 5,5%. Và lãi suất tái cấp vốn thì giảm 5,5% xuống còn 5%. Như vậy thì đây là lần thứ 3 liên tiếp kể từ giữa tháng 3 đến giờ thì ngân hàng nước đã điều chỉnh giảm các loại lãi suất điều hành. Thì theo các chuyên gia thì việc hạ lãi suất điều hành của ngân hàng nước sẽ tạo điều kiện cho mặt bằng lãi suất hạ xuống và khiến cho cái chi phí huy động vốn của các ngân hàng thấp, và từ đó thì có thể hạ cái lãi suất cho vay. Như chúng ta đã biết thì khi mà lãi suất huy động giảm thì sau khoảng 3 đến 6 tháng thì lãi suất cho vay mới có thể hạ được. Bởi vì thời điểm trước đây thì các ngân hàng huy động với cái mức lãi suất rất là cao, thậm chí là có ngân hàng còn trên 10%. Nên là chúng ta cần phải chờ sau một khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng thì cái mức huy động này sẽ bắt đầu hạ nhiệt và các nhà nước sẽ có cái dư địa, các ngân hàng cả nhà nước lẫn tư nhân sẽ có dư địa để có thể hạ lãi suất cho vay. Và từ đó thì làm cho cái dòng vốn rẻ có thể lưu thông được trong nền kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp có thêm những nguồn tiền để có thể phát triển sản xuất kinh doanh, giúp cho nền kinh tế của cả Việt Nam nói chung và cũng như các doanh nghiệp có thể thoát khỏi giai đoạn này. Ngoài ba loại lãi suất được điều chỉnh thì trần lãi suất huy động dưới 1 tháng cũng như là cái lãi suất tái chiết khấu thì giữ nguyên trong giai đoạn này. Bên cạnh thông tin về lãi suất thì chính phủ đã chốt phương án là sẽ không giảm 2% VAT đối với một số các cái lĩnh vực như là ngân hàng, viễn thông, chứng khoán hay bất động sản, mà chỉ giảm 2% từ 10 đến 8% đối với các cái ngành nghề khác, giống như cuối năm, trong năm nửa cuối năm 2022. Và cái ngày áp dụng thì sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, tức là sẽ bắt đầu từ quý 3 năm nay. Các ngân hàng thì trước những cái áp lực của chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước thì đã cam kết là sẽ giảm thêm lãi suất trong thời gian sắp tới. Và trong ngày 25 thì ngân hàng nước đã triệu tập ngay một cuộc họp với hàng loạt các cái lãnh đạo ngân hàng và
Gần như là bây giờ chúng ta sử dụng cái mệnh lệnh hành chính với 6 cái điểm chính, đó là đầu tiên là yêu cầu giảm thẳng lãi suất cho vay xuống 0,5% đối với các khoản vay hiện hữu, và các khoản giải ngân mới cũng phải giảm. Và trong vòng 1 tuần thì phải báo cáo đến vụ chính sách tiền tệ về đối tượng được giảm, đối tượng chưa nằm trong chương trình giảm. Và có thể giảm trước cho kỳ hạn từ 2 đến 3 tháng lãi tiếp theo. Thứ tư đó là nếu ngân hàng nào không thực hiện thì sẽ đánh giá trực tiếp vào room tín dụng năm 2023 và các năm sau. Thì chúng ta thấy là hàng loạt những cái chỉ đạo rất là quyết liệt, và gần như là bây giờ là bắt buộc các ngân hàng phải hạ lãi suất để có thể đồng hành cùng với các doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp có thể vượt qua được cái giai đoạn sóng to gió lớn này. Và đến cuối ngày thứ sáu thì tiếp tục là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện số 470 ngày 26 tháng 5 và yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Và trong đó thì chỉ đạo của ngân hàng nước là tiếp tục là yêu cầu các ngân hàng thương mại là hạ lãi suất, và cùng với đó là giải ngân các cái gói hỗ trợ kinh tế trước đây là cái gói 40.000 tỷ và cái gói 120.000 tỷ là cho lĩnh vực nhà ở xã hội. Như vậy là chúng ta thấy là trong cái tuần vừa rồi thì là trên mặt báo chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy là các doanh nghiệp kêu cứu này, và các là đại biểu quốc hội cũng như là ngay cả những người đứng đầu của các tổ chức kinh tế lớn, cả quốc hội lẫn chính phủ thì đều nói lên được là cái nền kinh tế chúng ta đang ở trong những tình trạng rất là khó khăn. Và đi kèm đó là hàng loạt những cái chính sách và tiêu biểu trong tuần vừa rồi, đó là việc là lãi suất đã giảm lần thứ ba trong năm 2023 này và tiệm cận đến cái vùng trước đại dịch. Và chúng ta thấy là lãi suất thì luôn luôn là người bạn đồng hành của chứng khoán, và chúng ta kỳ vọng với những cái chỉ đạo hết sức sát sao này thì trong thời gian sắp tới thì thị trường chứng khoán sẽ có những cái sự thay đổi và theo hướng tích cực hơn trước những cái điều kiện vĩ mô rất là thuận lợi cho thị trường. Tuy nhiên thì cái thời gian thì thẩm thấu vào thị trường cũng như nền kinh tế chúng ta cần phải chờ, chứ không thể nào mà ngay lập tức được. Sau đây chúng ta sẽ quay trở lại biểu đồ và Ichimoku Kinkohio để cùng dự báo cho VN-Index tuần tới từ 29 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 năm 2023. Thì trong tuần vừa rồi, VN-Index đã giảm 3,31 điểm, tương ứng với 0,31%. Thì chúng ta thấy là trong tuần trước thì index tăng 0,02, tức là gần như đi ngang. Và tuần này thì cũng giảm 0,31%. Thì nhìn vào cái biểu đồ tuần chúng ta có thể thấy được là gần như là trong 2 tuần vừa rồi thì VN-Index chỉ đi ngang với cái biên độ loanh quanh khu vực là 1.065. Khối ngoại trong tuần vừa rồi chúng ta thấy là suốt từ đầu tuần đến cuối tuần thì họ miệt mài bán ròng. Và ngày cao nhất thì bán ròng hơn 600 tỷ. Và ngày thấp nhất là ngày hôm nay thì cũng bán ròng ở mức là hơn 330 tỷ. Như vậy là cái mức độ bán ròng của khối ngoại thì rất là lớn và họ miệt mài bán ròng trong suốt cả tuần. Thì với việc khối ngoại bán ròng như vậy, và đặc biệt là bán ròng chủ yếu những cái cổ phiếu ở bên trong rổ VN30. Vì vậy nên là trong tuần vừa rồi thì VN-Index rất là khó tăng và loanh quanh đi ngang ở quanh cái vùng 1.065. Ok, ta sẽ bắt đầu đi vào biểu đồ để cùng xem là con số của tuần sau sẽ là bao nhiêu. Với biểu đồ tuần thì chưa có gì quá đáng nói, chúng ta thấy là nó vẫn tiếp tục đi ngang và trong một cái sóng P của Ichimoku Kinkohio với cái biên độ ngày càng thu hẹp lại. Ta có thể dễ dàng nhìn thấy cái sóng P này khi mà các đỉnh sau thì thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thì cao hơn đáy trước, và cái biên độ thì chúng ta thấy là hiện giờ thì biên độ chỉ còn khoảng ở vùng 1050 cho đến 1070, tức là biên độ chỉ trong vòng 20 điểm, và mình nghĩ là trong
tháng 6 thì nó sẽ quyết định hướng đi. Và quan điểm của mình thiên về hướng nó sẽ đi lên. Và có thể vượt được cái vùng 1076 này. Và có thể quay về vùng 1100 trong tháng 6 này. Sau những cái chỉ đạo hết sức quyết liệt của chính phủ cũng như là ngân nhà nước, thì chúng ta tin về những kịch bản lạc quan hơn cho VN-Index trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên thì trong ngắn hạn chúng ta thấy là hiện giờ thì trên đồ thị H1 giá của chỉ số VN-Index đang ở bên trong đám mây Kumo và nó đang tích lũy ở quanh cái vùng này. Như vậy thì nó sẽ tiếp tục dao động, và chúng ta thấy là ở đây chúng ta có một cái sóng P nhỏ bên trong một sóng P lớn. Sóng P nhỏ thì biên độ của nó sẽ dao động từ vùng 1060 cho đến 1070. Thì nhỏ hơn một chút so với sóng P lớn, chúng ta dao động từ 1050 cho đến 1070. Thì nhiều khả năng trong tuần sau thì nó sẽ tiếp tục đi ngang ở trong cái biên độ này, từ 1050 cho đến 1070. Còn trong khoảng đầu tuần thì chúng ta có thể thấy nó sẽ tiếp tục rung giật ở cái khu vực này. Và theo mình thì nó sẽ về đến vùng khoảng 1057, tức là cái vùng đáy gần nhất, một vùng hỗ trợ tại đây. Sau đó thì nó có xuống thấp hay không thì chúng ta cần phải quan sát hành động giá. Và ở những cái vùng như thế này thì chúng ta thấy là nó có thể thoát lên và thoát xuống. Tuy nhiên sau đó lại phản ứng với các vùng hỗ trợ và kháng cự và lại tiếp tục đi ngang. Cho nên là với chỉ số như thế này thì an toàn nhất chúng ta sẽ chỉ mua vào khi mà nó xuống đủ sâu, tức là xuống thấp đến khoảng vùng 1050 thì có thể cân nhắc tiếp tục mua vào. Hoặc là kịch bản thứ hai là khi mà nó breakout lên, chúng ta thấy một sóng N tăng được hình thành và breakout vùng 1076 thì có thể cân nhắc mua vào. Hoặc là không, chúng ta nên chờ nó giảm chiết khấu về đủ sâu, tức là giảm thêm khoảng hơn 10 điểm nữa về vùng 1050 thì mới nên mua vào. Còn không thì quan điểm của mình là chỉ nên đứng ngoài thôi. Bởi vì cái giai đoạn này là một cái giai đoạn mà chúng ta thấy là thị trường đang nghe ngóng là nhiều hơn. Đặc biệt là trong tuần sau thì chính là tuần mà chúng ta sẽ có những cái dữ liệu kinh tế vĩ mô của tháng 5. Tức là vào ngày 29 tháng 5 chúng ta sẽ biết được là chỉ số CPI, PMI, rồi chỉ số sản xuất công nghiệp AIP, cũng như là cái doanh số bán lẻ của tháng 5. Thì mình nghĩ là sau cái những con số này được công bố thì rất có thể là chúng ta sẽ chứng kiến những cái biến động. Có thể nó sẽ quay về 1050 hoặc là breakout được cái vùng này. Thì như mình nói thì chúng ta một là chờ nó về đủ sâu, hai là chờ nó thể hiện được rõ ràng cái xu hướng thì chúng ta mới nên tham gia. Còn nếu tham gia khi mà thị trường đang đi ngang như thế này thì tiềm ẩn những cái nguy cơ rủi ro rất là lớn trong ngắn hạn. Còn trong dài hạn thì mình lạc quan vào thị trường và tin vào VN-Index sẽ vượt được cái vùng 1124 này trong quý 3 và quý 4 năm nay. Ok, và mình sẽ kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại trong chương trình nhận định thị trường Forex và giá vàng vào sáng Chủ nhật. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo của Người Trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.